Chào mọi người, quay lại với Vua Hen. Thì hôm nay mình đang ở một nơi khá là vắng và rất là đẹp luôn, có thể thấy. Thì cái chỗ này là ở dưới quê mình ha. Đây, chinh chiến các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip test thực tế con JB Win 3S trên cái chiếc mô tô. Thì gắn con Win 3S này thật ra chỉ để là màu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ như những nơi mà yên tĩnh như thế này nè, thì mình có thể test nhạc cho các bạn xem và nghe thử ha. Thì trước khi vô thì mình sẽ test thử cho bạn xem đó, con Win 3S nha. Thì mình có thể tháo ra rất là dễ dàng như thế này đó, JB Win 3S chúng ta có thể vuốt vô đó, rất là lẹ luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở nguồn nha. Ok, Win 3S vô rồi nha mọi người. Rồi ok, lúc em cần anh này hoàn toàn là yên tĩnh nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rút mic ra, mình sẽ tắt và rút mic ra. Nếu nó yên tĩnh thế này các bạn có thể test được con này nó mức mức độ khá là to ra đó. Khá là ok nha. Ok, bây giờ mình sẽ cột vô thử nha. Dây ở nhà mấy đứa quấn cho mình nè. Ở đây cũng đẹp quá các bạn. Quấn buộc chặt chặt nha các bạn. Thì con Win 3S này còn mới nha. Con này hàng chính hãng ha. Mình sẽ buộc vô cái kẹp này đó. Sau đó mình sẽ buộc buộc xung quanh nó mấy vòng nha, để cho nó đừng có rớt. Sợ rớt lắm các bạn, rớt mất cái lo luôn, không có tiền đền, không có tiền đền cho shop. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Không có kênh nào thực tế như Vua Hen đâu, chơi là phải chơi thực tế luôn cả nhà. Bỏ đi em. Ok, đang buộc vô. Này đi cuối này là thứ thứ ba thứ tư mình về quê sẵn có việc xong rồi mình sẵn mình test luôn. Rồi ok, good job nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc nha. Đây. Ôi trời ơi, xém nữa rớt cái dây. Ủa, đang trôi vô các bạn ha. Đây. Nó vẫn phát nhạc nha các mọi người. Mình sẽ buộc vô đây. Đó. Thì cái con Win 3S nha mọi người. Đang test thực tế ở một cái kênh rất là đẹp luôn. Đó. Đằng kia là xe của mình. Các bạn ha. Test thực chế cho anh em xem. Nó vẫn đang hát nha. Ok, thì hồi nãy tới giờ là mình ngâm chắc khoảng được 10 phút rồi các bạn ha. Thì nước ở dòng sông này nó cứ trôi vậy đó. Đó. Kênh nha các bạn. Mùa này nước đang lên ha. Đó. Cái loa của chúng ta. Đó. Vẫn có nhạc các bạn nghe không? Ok. Mình sẽ ngâm tí xíu nữa coi là cái chiếc loa của chúng ta sẽ có sống không nha mọi người. Ok. Nãy giờ là được 15 phút rồi nha mọi người. Mình sẽ kéo lên thử. Vẫn đang hát. Hối. Thôi. 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 Cũng thôi. Wow, quá đã luôn các bạn ơi. Vẫn còn sống nha. Hào hán. Máy vô luôn nè. Có cổng đậy thay xi sạc luôn. Good, 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 good. Ok mọi người. Ok nha. Thì cái video này á, là shop mình đã test cho anh em xem con JB Win 3S ngâm ở dưới nước khoảng tầm 15 phút, 10 phút, 15 phút mình không nhớ lắm. Thì khoảng dao động khoảng đó thì các bạn có thấy là nước chảy rất là xiết và mình quăng xuống khoảng tầm 3 lần, 4 lần gì đó.
nhưng mà cái chiếc loa của chúng ta vẫn hoạt động good job hoàn toàn luôn các bạn ha. Thì con Win 3S này phải nói thật sự là thấy là cảm giác nó trâu hơn con Clip 4 ở chỗ là Win 3S thì chúng ta sẽ được một cái là cổng có cái nắp đậy thì nó sẽ khá là tốt ha, có cái nắp đậy. Và như thế này, mình quăng xuống thoải mái luôn. Đó, giờ quăng lại cho các bạn xem nè. Quăng bao nhiêu lần nữa thì nó cũng vậy ha. Đó, đâu rồi đây, cộng dây. Phải kiếm được cái đầu này mình buộc lại chứ không là mình quăng hồi chút nó đi luôn á. Rồi. Đó. Đó, thấy không? Bình thường. Đó. Trời ơi, ghê chưa? Cổng ngoài kia. Ghê chưa? Logi Bear Win 3S nha các bạn. Đó. Nó bị gị xuống nè, nước nó trôi nằm ở dưới luôn các bạn thấy không? Đó. Má ơi. Đó, nước chảy cũng khá là xiết ha. Đó, giờ này là trôi về hồ Dầu Tiếng nha các bạn. Cái này mà trôi là sẽ trôi về hồ Dầu Tiếng. Đó, nó đang lặn lội ngoài kia kìa. Đó, bây giờ cái cọng dây mà nó rứt một cái là mình chạy xịt máu luôn. Ok. Thì nếu các bạn thấy video này hay và thực tế ở ngoài trời bạn muốn mình test thêm những cái sản phẩm nào thì mình sẽ suy nghĩ và test thêm cho các bạn nhiều cái sản phẩm mới ở ngoài trời. Đó. Ok, cảm ơn đã xem video. Audio Jungle.